Tĩnh, sông La và Hồng Lĩnh. Nếu bước chân người đi, anh ơi em mời anh về bên sông La xanh mát. Thiên cầm nghe biển gọi, nhưng chuyến tàu khơi xa mà tình sâu nghĩa nặng, mênh mang những câu hò. Bạt ngạt mây bay về bên em, anh về cùng em. Anh thương anh nhớ quê nhà, về cùng em hát dòng đò đưa. Mẹ cha đêm ngày mong đợi, đợi anh về về cưới cô dâu. Em thương em bước qua cầu, áo thề màu anh bước theo sau. Qua sông xung xinh cơi trầu, ba con hai họ đón mừng cô dâu. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình và sự kiện, xin được thay mặt cho Hội đồng Hương Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh, xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể Hội đồng Hương một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất. Hương Sơn, Hà Tĩnh xin được tuyên bố buổi giao lưu gặp gỡ của những người con xa quê đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực phía Nam lần thứ 11 được tổ chức tại nhà hàng Viên Quê của tỉnh Bình Dương, xin được phép bắt đầu. Đại biểu, kính thưa các vị khách quý, để đáp ứng đông đảo nguyện vọng của bà con cô bác, anh chị em dâu rể gần xa đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực phía Nam, ban liên lạc Hội đồng Hương Sơn Trung chúng tôi thường xuyên tổ chức buổi giao lưu gặp mặt vào những ngày cuối năm. Về tham dự với chương trình buổi lễ ngày hôm nay, tôi xin được long trọng giới thiệu buổi giao lưu gặp gỡ ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Phương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về tham dự hôm nay, về phía chính quyền ở địa phương vào tham dự với chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt ông Trần Văn Giáp, chủ tịch mặt trận xã Sơn Đông, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về tham dự với chương trình buổi giao lưu gặp gỡ hôm nay, hội của chúng ta rất vui mừng được đón tiếp trưởng công an xã Sơn Đông, ông Nguyễn Đoàn Đồng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, về tham dự với hội của chúng ta hôm nay, rất vinh dự được đón một người con đến từ quê hương Trần Phú, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh của chúng ta, bà Nguyễn Thanh Minh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về tham dự hôm nay, cũng tôi cũng long trọng giới thiệu với sự có mặt của cô Trương Anh Đào đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Hồ Thị Lý, công ty bất động sản
Phú Cường đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về tham dự hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Đa, giám đốc công ty cửa nhựa ATS Hàn Quốc, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa quý vị, về tham dự hôm nay cũng có hội trưởng hội đồng hương ông Nguyễn Đức Duẩn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về tham dự hôm nay cũng có mặt của trưởng ban liên lạc hội đồng hương của chúng ta, nhà thơ Thúy Hằng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, những gương mặt đặc biệt không thể hiểu được trong buổi giao lưu gặp gỡ ngày hôm nay, quý vị biết đó là ai không ạ? Thôi để em xây trả lời luôn cho. Vâng, đó là những người con dâu, con rể và những người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất sơn trung yêu dấu của chúng ta cùng đóng đủ hồi tù về đây. Và trong khoảnh khắc này, chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật dài để nhiệt liệt chúc mừng từ có đất cỏ. Vâng, xin chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Hồng Vân và chị Hồng Thủy và anh Trần Thảo, hội trưởng đồng hương anh Nguyễn Đức Nhuận và trưởng ban liên lạc chị Thúy Hằng và anh Nguyễn Thuần, hãy lên trao hoa và quà cho các vị khách mời của chúng ta. Xin được trân trọng đại biểu, kính thưa các vị khách quý, để đáp ứng đông đảo nguyện vọng của bà con cô bác, anh chị em dâu rể gần xa đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực phía Nam, ban liên lạc hội đồng hương sơn trung chúng tôi thường niên tổ chức buổi giao lưu gặp mặt vào những ngày cuối năm. Về tham dự buổi chương trình buổi lễ ngày hôm nay, tôi xin được long trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Phương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về tham dự hôm nay, về phía chính quyền ở địa phương vào tham dự với chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt ông Trần Văn Giáp, chủ tịch mặt trận xã Sơn Đông, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về tham dự với chương trình buổi giao lưu gặp gỡ hôm nay, hội của chúng ta rất vui mừng được đón tiếp trưởng công an xã Sơn Đông ông Nguyễn Đoàn Đông, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, về tham dự về hội của chúng ta hôm nay rất vinh dự được đón một người con đến từ quê hương Trần Phú, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh của chúng ta, bà Nguyễn Thanh Minh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về tham dự hôm nay, cũng tôi cũng long trọng giới thiệu với sự có mặt của cô Trương Anh Đào đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Hồ Thị Lý, công ty bất động sản Phú Cường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về tham dự hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Đa, giám đốc công ty cửa nhựa ATS Hàn Quốc, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.
Kính thưa quý vị, về tham dự hôm nay cùng có Hội trưởng Hội Đồng Hương, ông Nguyễn Đức Nhuận, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về tham dự hôm nay cùng có mặt của trưởng ban liên lạc Hội Đồng Hương của chúng ta, nhà thơ Thúy Hằng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, những gương mặt đặc biệt không thể thiếu được trong buổi giao lưu gặp gỡ ngày hôm nay, quý vị biết đó là ai đúng không ạ? Thôi để em sẽ trả lời luôn cho. Vâng, đó là những người con dâu, con rể và những người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sơn Trung yêu dấu của chúng ta cùng đóng đủ hồi tù về đây. Và trong khoảnh khắc này, chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật dài để nhiệt liệt chúc mừng từ có mặt cỏ. Vâng, xin chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Hồng Vân và chị Hồng Thủy và anh Trần Thảo, Hội trưởng Đồng Hương anh Nguyễn Đức Nhuận và trưởng ban liên lạc chị Thúy Hằng và anh Nguyễn Thuần, hãy lên trao hoa và quà cho các vị khách mời của chúng ta. Lên trao hoa cho ban tổ chức. Vâng, xin mời anh Nhuận, anh Thuần. Để tiếp nối chương trình, xin mời nhà tài trợ Hồng Thủy. Xin mời nhà tài trợ Hồng Thủy và chị Hồng. Vâng, xin thay mặt cho ban tổ chức chương trình của chúng tôi, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chị Hồng Thủy, chị Hồng Vân và giám đốc Kiều Linh của chúng ta đã có những phần quà dành cho các vị khách mời của chúng tôi. Và sau đây xin mời tất cả các vị khách mời của chúng ta hãy trở về với những bàn tiệc của mình để chung vui với Hội Đồng Hương Sơn Trung Hương Sơn Hà Tĩnh của chúng tôi. Trân trọng xin mời. Tỏ lòng với tất cả, với chiếc hè, với những quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể hội của chúng ta. Và sau đây xin mời chị Hồng Thủy thay mặt cho nhà tài trợ những phần quà vừa rồi có đôi lời tâm sự chiếc hè với toàn quý vị và Hội Đồng Hương của chúng ta. Xin trân trọng kính mời chị. Hồng Thủy xin kính chào ban tổ chức, kính chào quý vị khách mời cũng như là toàn thể các ông bà cô chú anh chị em dâu rể con cháu của Sơn Trung ở khu vực phía Nam đã có mặt ở buổi họp ngày hôm nay. Thì Hồng Thủy xin kính chúc cho tất cả chúng ta từ ban tổ chức tới các vị khách mời cũng như là các hội viên có một ngày gặp gỡ thật là vui, thật là ý nghĩa và có nhiều sức khỏe. Vâng, thì hôm nay với lý do là Thủy xuất hiện ở đây cũng như Thủy rất là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn hội trưởng, cảm ơn thư ký, ban thư ký liên lạc của Hội Đồng Hương đã cho Thủy có cơ hội lên đây để chia sẻ
một chút về cái sản phẩm của mình. Thùy hôm nay là Thùy muốn xuất hiện với vai trò là một người tài trợ sản phẩm nước ép tinh chất gần đây của công ty dược phẩm Vina Pharma để làm cái phần nước uống chính thức của buổi tiệc ngày hôm nay. Và Thủy cũng rất là vinh dự khi được phía đại diện ở bên công ty là giám đốc Nguyễn Thị Kiều Linh ở bên công ty Mộc Linh và cũng là giám đốc phân phối của công ty Vina Pharma sẽ có đôi lời chia sẻ về sản phẩm cũng như là công ty với vai trò của một nhà tài trợ Thịnh Vượng càng ngày càng giàu có hơn và làm giàu hơn nữa cho quê hương Hà Tĩnh của chúng ta. Hôm nay Kiều Linh có mặt ở đây với vai trò là một nhà tài trợ và cũng rất là cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho Linh và các chị em ở trong giám đốc tại khu vực phía Nam và chị Hồng Thủy, chị Hồng Vân có mặt ở đây và tài trợ những phần đồ uống cũng như là phần quà. Đây cũng là niềm vinh dự. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể Hội đồng Hương Sơn Trung Hương Sơn Hà Tĩnh của chúng ta. Văn nghệ là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Và để mở đầu cho chương trình buổi giao lưu gặp gỡ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đoàn dân ca Ví Dặm lên sân khấu với một ca khúc Về Với Sơn Trung, Thoàn Lời Hàm Thị Sông Hương. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy hướng mắt về sân khấu tình yêu quê hương đất nước của chúng tôi để lắng nghe và thưởng thức. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay thì câu lạc bộ Ví Dặm Nghệ Tĩnh cũng rất là may mắn được bà con sân khấu đón nhận. Tôi là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hồng Oanh, quê ở Thạch Hà và cũng là thông gia ở Hương Sơn. Cho nên là tôi nghe nói là ở Hương Sơn là tôi rất là phấn khởi mà. Đoàn của Ví Dặm hôm nay thì đi chỉ 1/3 thôi, bởi vì có lẽ là cái không gian thì cũng không cho phép. Và bạn Sông Hương là người Đức Thọ nhưng mà rất là yêu quê hương Sơn Trung đã soạn lời mới và chúng tôi hiện nay đang lan tỏa cái Ví Dặm ở phía Nam. Xin bà con Sơn Trung nếu mà có ai còn nhớ còn thương về công Ví Dặm thì hãy đến với chúng tôi mỗi sáng thứ năm tại 55 Mai Lão Bàng ở phường 13 Tân Bình. Đó là nhà của các bạn ở trong Ví Dặm. Bây giờ thay mặt cho câu lạc bộ thì hôm nay là chủ nhiệm câu lạc bộ thì hôm nay đã gần 5 năm rồi, thành lập được 5 năm là thuộc Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho phép ông anh gửi đến quý vị một lời chào đầu tiên. Xuống đến sông La đích tìm quân cá lội lên rủ hương định hái một cái ô tiên chứ có thương nhau ta mời đến đây ô tiên bây giờ khắp mặt như tiên mới khắp quá cơn sóng dữ ắt đến hồi đông mấy bao giờ nam hùng hiện đây mà sông Lam phổ hiện nhiệt thì đổ với đây mới hiện nó thiên và bài tổ quốc dân ca Nghệ Tĩnh viết về Sơn Trung. Bắt đầu xin quý vị cùng thưởng thức. Xin mời các bạn. Thank you.
linh cảm. Nàng chân rừng nghe vị dằm đó đưa, mẹ thấy dài nắng dầm mưa chăm heo nuôi lần sớm trưa biệt mai. Ai xuôi sông ba ngàn đỡ phố, ai ngược dù chờ đỡ tin du sang ngày nhớ tin ba về trong chúng một đó chuyện mà xin kể về một đó chuyện về đây rồi đã đi đến khu Hải Thường lại đỡ ông mai đi du lịch một nở văn cùng sớm trúng kịp nở nổi tình quê nhà kịp nở nổi đời thế sánh nhớ nằm mơ hồi lúc sao rồi tiếng nở rồi thế đấy người người ngọt bụi chiếu xe
về Hà Tĩnh để sáng tác. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa ban tổ chức, thưa tất cả các thành viên con em Sơn Trung chúng ta, tôi tên là Nguyễn Thanh Minh, được sinh ra ở bên dòng sông Lá là thị trấn Đức Thọ Hà Tĩnh. Chúng tôi là có diễm phúc lớn với mảnh đất Hương Sơn vì bà ngoại tôi là quê ở Sơn Long và gia đình tôi là cùng một gia đình trong dân ba huyền của huyền Sơn Thọ, từ dân Hương Sơn rồi lại tới Vũ Quang, cho nên tôi được vinh dự này là do tiếp kiến với cháu Hằng, hai cô cháu cùng sinh hoạt ở trong mấy cái tráng thơ, cho nên là gắn liền cái cảm nhận cháu và cảm thấy cháu có cái tráng cây là hồi đông Hương Sơn Trung. Tôi rất phục cái tấm lòng nhân ái của những người con xa quê ở hồi chúng ta, cho nên tôi được cháu giới thiệu vào sinh hoạt tại tráng hồi đông Hương Sơn Trung đã lâu, nhưng đáng đứng sáu đêm vì ngoài đào cho nên chưa dám diện kiến quý vị. Hôm nay thật là vinh dự được về đây thì không có gì hơn xin kính chúc ban chủ nhiệm, các quý vị đại biểu cùng tất cả con em là thành viên của tráng Sơn Trung một lời chào nồng nhiệt, một lời chúc sức khỏe và tự hào, thật tự hào cho những người con xa xứ của mảnh đất yêu thương Sơn Trung chúng ta. Giới thiệu với hội đồng hương, đây là chị Hồ Thị Lý, quê Sơn Phú, nhưng mà bạn giới hạn từ hồi bắt đầu vô đây là đúng gần 30 năm rồi, nhưng mà chị là rất tâm phục và rất là thấy cái hội đồng hương của chúng ta đoàn kết tình cảm, cho nên là năm được họp hội đạo Yến Sơn hai thì với gia đình đã tham gia một lần. Mời và tại vì là đã tin tưởng là được đến đây xin là hồi trường cho một ca cổ máy ạ. Giờ tiền đấy thì có Thanh Minh cùng là người Đức Thọ, thì có duyên thì Hằng cũng lấy chồng về Đức Thọ, thành ra là có cũng là trong người thơ thì Hằng đã mười bao tám, nhưng mà bây giờ luôn tiền ra mắt với là anh em thơ của mình thì tất cả mọi người có đồng ý cho hai người bạn rất chi là cần những cái kinh phí và ban tổ chức của chúng tôi cũng thông qua tất cả các hội viên và cũng thông báo để tìm những tấm lòng vàng và các nhà tài trợ để cho ban tổ chức của chúng tôi được tổ chức chu đáo hơn, tiếp đón quý vị được thành công hơn. Và sau đây để tri ân những quyền con người tấm lòng vàng đó, tôi được trân trọng kính mời những quý nhà tài trợ có tên sau đây hãy bước lên sân khấu nhận hoa của ban tổ chức của chúng tôi. Xin trân trọng người đầu tiên, hội trưởng hội đồng hương anh Nguyễn Đức Duẩn hãy tiến về sân khấu của chúng tôi ạ. Xin trân trọng anh Trần Văn Đài hãy tiến về sân khấu của chúng tôi ạ. Xin mời anh Phan Văn Giang hãy lên sân khấu của chúng tôi ạ. Xin mời chị Trần Hồng Vân ạ, hãy tiến về sân khấu của chúng tôi ạ. Xin mời chị Trần Hồng Vân ạ. Xin mời chị Trần Hồng Vân ạ. Xin mời chị Trần Thu Huy ạ. Hay Trần Hồng Thủy ạ. Hải Hồng Thủy đó. Vâng, đây là thấy là chị Hằng là gửi là Trần Hồng Thủy này. Vâng, xin lỗi, xin mời Hải Hồng Thủy của chúng tôi lên sân khấu ạ. Vâng ạ. Xin mời Trần Thị Lanh ạ. Xin mời sân khấu lên sân khấu ạ. Xin mời Trần Thị Lanh ạ. Xin mời Trần Thị Hành ạ.
Xin mời bà Lê Thị Duyên ạ. Xin mời bà Lê Thị Duyên ạ. Xin mời chị Nguyễn Thị Kiều Linh ạ. Xin mời chị Nguyễn Thị Kiều Linh ạ lên sân khấu ạ. Xin mời chị Vũ Ngã đã lên sân khấu ạ. Và tiếp theo xin mời chị Lưu Hành ạ. Hãy bước tiến lên sân khấu ạ. Tiếp theo xin mời anh Phan Công Đoàn ạ. Hãy tiến về sân khấu của chúng tôi ạ. Và xin mời ông Trần Văn Phước ạ. Hãy tiến về sân khấu của chúng tôi ạ. Và sau đây xin mời hai người mẫu của chúng ta lên sân khấu để dâng hoa. Và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Giáp, Chủ tịch Mặt trận, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đông, và anh Nguyễn Đoàn Đông, trưởng công an xã Sơn Đông, và anh Trần Minh Thảo hãy tiến về sân khấu để tặng hoa cho các nhà tài trợ của chúng tôi ạ. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Xin mời Trần Minh Thảo. Kính thưa toàn thể Hội đồng Hương Sơn Tùng đang làm việc và sinh sống tại khu vực phía Nam. Kính thưa quý vị khách quý, hôm nay tôi thay mặt cho ban tổ chức Hội đồng Hương Sơn Tùng khu vực phía Nam cũng như bà con quê hương, quê nhà, và một lời chào và một lời chúc sức khỏe trân trọng nhất ạ. Hôm nay người con Sơn Tùng và tất cả các quý vị quan khách không ngại đường xá xa xôi bớt chút thời gian về đây gặp mặt giao lưu của hội chúng ta. Thưa với quý vị cô và Hội đồng Hương Sơn Tùng, Hội đồng Hương Sơn Tùng đã đi vào hoạt động cho đến nay đã được 11 năm. Tuy chặng đường đó, sân chơi đó đến nay có những mặt thuận lợi và khó khăn, thế nhưng không phải vì lẽ đó mà hội ta dừng lại mà khuất phục. Nên hôm nay tôi cảm ơn ban tổ chức, các nhà tài trợ, tất cả các hội viên luôn sát cánh cùng tôi trong những năm qua đã làm được những việc đầy ý nghĩa và nhân văn về quê hương cội nguồn. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã về đây đông đủ. Tết đến xuân về, chúc mọi người vạn sự như ý, thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng xin chân thành cảm ơn ạ. Hôm nay, hòa chúc cùng không khí hân hoan trong tình đoàn kết của chúng tôi rất phấn khởi và nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần tất cả mọi người vì quê hương thân yêu của chúng tôi.
Sau đây tôi xin sơ qua vài nét về hoạt động của hội trong năm 2020 và bàn luận và phương hướng cho hoạt động năm 2021. Năm qua Tết năm 2020, nhờ tấm lòng nhân ái của toàn thể hội viên tích quỹ 1 triệu đồng cộng với 5 triệu đồng từ việc đấu giá bức tranh của anh Phan Công Đoàn đã gửi 12 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng về cho những hộ khó khăn neo đơn của xã nhà. Và hội cùng tích quỹ kêu gọi mọi người kết nối anh em, kết nối cùng anh Thái Tính ở quê giúp hòa hoàn cho nhà không may bị cháy 13.700.000 đồng. Ngoài ra thăm hỏi một số người ốm đau bệnh nặng và kịp thời đặt vòng hoa chia buồn đến với những gia đình của hội viên có bố mẹ qua đời. Và gần đây nhất hội ta đã quyên góp được số tiền 5.800.000 đồng hỗ trợ cho người từ nạn đưa hài cốt về quê hương an táng. Sổ sách mọi chi tiêu hàng là công khai trong ban tổ chức rõ ràng, mọi người thắc mắc xin hội viên đóng góp ý kiến. Phương hướng những năm tiếp theo. Thứ nhất, để hội ngày càng gắn kết trách nhiệm đoàn kết cùng những hoạt động dễ dàng cùng nhau xây dựng hội ngày càng lớn mạnh, tôi mong muốn bầu ra các ban liên lạc các nhánh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Sài Gòn, Hà Tĩnh. Rất mong mọi người nhiệt tình ủng hộ. Việc thứ hai, khi việc buồn bố hoặc mẹ của các hội viên qua đời, ta nên bớt chút thời gian tập trung lại để đi thăm viếng chia buồn gia đình kịp thời và sớm nhất. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt quý vị đại biểu, toàn thể hội đồng hương thơm tung có mặt trong buổi giao lưu hôm nay, cùng với những người không đến được đa theo rồi qua màn hình nhỏ. Chúc một buổi giao lưu thành công tốt đẹp, chúc cho quý vị tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Thứ 11 hội của chúng ta được tổ chức và thành lập tại miền đất hứa miền Nam của chúng ta. Và năm nay hội của chúng ta rất vinh dự được đón chính quyền, đại diện của chính quyền vào tham dự buổi hội. Và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Giáp, chủ tịch mặt trận, thay mặt cho ủy ban nhân dân xã Sơn Trung lên sân khấu có đôi lời tâm sự với hội đồng hương của chúng ta. Xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Giáp. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa các ông, các bà, các bác, các anh chị em về dự gặp mặt hội đồng hương xã Sơn Trung hôm nay. Hôm nay trong không khí những ngày cuối năm đã được về dự với buổi gặp mặt hôm nay, thay mặt cho các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã, xin được gửi tới quý đại biểu, các ông, các bà, anh chị em trong hội đồng hương lời chúc khỏe, lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý đại biểu, đã từ lâu hội đồng hương xã cũng ở miền Nam chúng ta đã thành lập trở thành mái nhà chung kết nối người con em xa quê để giao lưu, gặp gỡ, đồng viên và gắn kết tình cảm với nhau trong học tập, lao động cũng như công tác, đồng thời luôn hướng tới về quê hương, giúp quê hương trên mọi lĩnh vực, mọi phương diện cũng như phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa trên địa bàn toàn xã, và trong đó có những nội dung liên quan đến nông thôn mới, giúp đỡ người già những hoàn cảnh khó khăn. Điều đó được thể hiện sự quan tâm thăm hỏi, và đồng thời trong những năm qua, đặc biệt năm 2020, năm có nhiều sự kiện quê hương đất nước, năm diễn ra đại hội đảng các cấp, một năm có nhiều khó khăn thách thức khi đại dịch Covid-19 hết sức phức tạp, thiên tai lũ lụt diễn ra nặng nề. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, sự đồng hành của con em xa quê trên mọi lĩnh vực trong những năm qua
đơn vị Xuân Trung đã gặt hái được những thành công nhất định trên lĩnh vực y tế, tốc độ tăng trưởng trên 10%, các cơ cấu ngành nghề được theo hình tích cực, công tác văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng được trả vững, được giữ vững. Trong lĩnh vực giao thông và làm viên như thế này, hôm nay anh em chúng tôi rất vinh dự được đại diện cho ban thường vụ đảng ủy, các đồng chí trong lãnh đạo địa phương về cùng tham dự buổi họp mặt hôm nay. Tinh thần chúng tôi thực sự phấn khởi. Chúng tôi rất vui mừng phấn khởi được sự đón tiếp nồng nhiệt của các hội đồng hương chúng ta, cùng với tham gia có mặt đầy đủ của anh chị em gần xa khu vực miền Nam. Qua đây chúng tôi thực hiện cái đại diện cho quê hương, hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần bà con nhân dân. Anh chị em trong một năm qua đã nỗ lực hết mình để phát triển kinh tế xã hội, vượt qua những khó khăn, động viên tinh thần thực hiện năm mới 2021 với tình cảm với những bà con trong thời gian tới không thể về quê hương ăn Tết được. Với tình cảm đó, chúng tôi muốn kết nối để rồi tên tinh thần của bà con và anh chị em hồi ngày một phát triển hơn nữa. Kính thưa quý đại biểu, nhân buổi gặp mặt hôm nay, chúng tôi cùng gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của hội trong những năm qua trên mọi lĩnh vực của xã nhà, đặc biệt trong đó có sự hy sinh thầm lặng của các anh chị trong ban tổ chức như anh Nguyễn Đức Nhân, anh Phan Công Đoàn, chị Nguyễn Thị Hằng và các mạnh thường quân đã duy trì hội chúng ta 10 năm nay hoạt động tốt và hiệu quả. Thì thưa quý vị, trong thời gian gần đây thực hiện chủ trương của Đảng nhà nước, đồng thời sự kêu gọi của cấp huyện, tất cả trên địa bàn chúng ta đang tiến hành một số nội dung công tác an sinh xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, trong đó về công tác xã hội hóa về lắp camera để cho an ninh trên địa bàn toàn xã, công tác để cho công tác an ninh quốc phòng được tốt hơn, từ đó để mang ý nghĩa trực tiếp đến quê hương chúng ta ngày càng giàu đẹp và ổn định tình hình an ninh trật tự. Hôm nay chúng tôi vào đây cùng với các đồng chí trưởng công an xã, đại diện cho các anh công ban thường vụ cùng gửi tới quý đại biểu một lời chúc sức khỏe, cùng theo đó là muốn cùng với bà con anh chị em sẽ đồng hành trong việc là một phần nhỏ phần thu nhập của mình ủng hộ thêm để cho chương trình được tiến với đảng và hệ thống camera an ninh trên địa bàn toàn xã được đi vào hoạt động và tạo sự yên tâm cho bà con nhân dân, rồi anh chị em ở xa nhà ở nhà là để lao động sản xuất và yên tâm trong công tác. Cuối cùng thì thay mặt cho lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin được chuẩn bị bước sang năm 2021, thay mặt cho cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, cả tổ chức đoàn thể, cả nhà, xin được chúc các ông các bà, các cô các chú, anh chị em trong hội đồng hương cả nhà một đời sống sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thay lời cảm ơn, tôi xin được trích bài đoàn thơ của chị Nguyễn Thị Thúy Hằng làm câu kết 10 năm đề hội trưởng thành và vững bước, nhớ tấm lòng san sẻ, chút yêu thương giúp nhiều người có hoàn cảnh khó lường, thì tấm nó toàn vòng tay nhân ái, mong hồi lớn và hôm nay và mãi mãi lòng nhân ái ta lại được kỳ tao, nhưng đứa con xa quê vẫn tự hào, hồi đồng hương phong trào về nguồn cội. Xin tất cả mọi người cùng vào. Lời thứ hai, tôi xin cảm ơn anh Duẩn và cô Hằng cùng như mấy anh chị em trong ban tổ chức trong 11 năm qua đã làm rất tốt công việc của mình, và tôi mong rằng mọi việc nó đang diễn biến tốt đẹp thì mình cứ hãy làm tốt. Bởi vì thật ra tôi cũng rất là thích, tôi xin hứa rằng sau này tôi cũng sẽ là một hội viên tích cực. Còn từ vì tôi ở Bình Phước nó rất là xa, mà anh em thì ở cái khu vực Dĩ An Bình Dương này nó là rất là đông, đó là một lý do hết sức chính đáng. Nhưng mà tôi xin hứa rằng bằng tấm lòng của mình đối với quê hương,
tôi sẽ luôn luôn đứng đằng sau ủng hộ đồng viên và chia sẻ để làm sao cho cái anh em mình sinh sống ở khu vực miền Nam này ngày nó càng được gắn bó hơn, ngày càng được tốt hơn. Và tôi chỉ mượn lời của nhà thơ Đỗ Trúc Quân có nói một câu như này: quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Tôi mong rằng tất cả bà con, anh em là Sơn Trung, Hương Sơn cùng với tất cả những nơi khác hãy ngày càng gắn bó, phát triển hơn nữa, ngày càng giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển để và mình cùng sinh sống trong cuộc sống nó ngày sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Và mình luôn luôn muốn nhớ về quê hương để có những đóng góp, có những thiết thực và tích cực. Và lời cuối cùng xin gửi lời cảm ơn tất cả các anh các chị hay là những người đã giới thiệu. Nhưng mọi việc nó đang ổn, anh em thật sự đi ạ, đang tốt thì mình cứ tiếp tục. Và anh có mấy lời như vậy để chia sẻ, rất là cảm ơn mọi người và mong rằng mình sẽ được thường xuyên gặp gỡ hơn nữa và nội dung hoạt động nó sẽ càng phong phú hơn nữa từ nay về sau. Mọi người nếu như đồng ý cho một tràng vỗ tay. Không được à? Bây giờ anh em nói vậy là Thuận xin lỗi cái này. Hội trưởng mình nha. Xin anh Phước đứng lại một tí xíu cho Thuận có ý kiến nhỏ tí xíu. Anh em mình bây giờ là đang mạng và thông tin trên quần chúng ở trên điện thoại hoặc trên Zalo Face là mình sẽ rất ok rồi đúng không? Còn anh Luận Phúc đang ở xa chứ không phải gần đúng không? Cảm ơn anh. Vâng. Không hoặc ba, kính thưa các bác, các chú, kính thưa tất cả anh, em, những người đồng hương, con người con của Sơn Trung. Chúng ta là những người con tha hương cầu thực, bỏ quê hương vô đây. Cũng may mắn là có cái tổ chức gọi là Hội Đồng Hương để chúng ta sinh hoạt một năm làm ăn vất vả. Rồi có một ngày để chúng ta hội tụ về đây để được gần gũi nhau hơn, chia sẻ với nhau về tình cảm, hỏi thăm nhau. Rồi trong cuộc sống có những cái khó khăn, có những cái thuận lợi, cùng ngồi với nhau để tâm sự chia sẻ. Tôi thay mặt cho Ban chấp hành Hội Đồng Hương khóa sắp tới được xin nhận nhiệm vụ cùng với anh Đức Thuận, chị Hằng, anh Hương sẽ cố gắng làm sao đưa hội chúng ta ngày càng phát triển hơn. Thì trong hội chúng tôi thì sắp tới bọn tôi sẽ có chia thêm nhiều cái ban, ví dụ như là ban truyền thông, ban thể thao, ban tài chính. Và cái quan trọng nhất là bán tài chính, để rất mong mọi người là ủng hộ và đóng góp thêm cho những cái nhánh riêng của ban tổ chức để cho đưa chủ hội chúng ta càng ngày càng phát triển hơn. Cái mong muốn của chúng tôi sắp tới không phải là chuyện chúng ta gặp nhau ăn một bữa ăn rồi lại về, nó đi rồi dần dần nó phải đi quê vào sau nhà. Mà mong muốn của chúng tôi càng ngày hồi chúng ta sẽ làm được một cái gì cho quê hương, cho những người con, cho những người xa quê vào đây có những hoàn cảnh đặc biệt. Như năm nay là như bà con biết là cái đại dịch Covid là nó ảnh hưởng rất nhiều. Mà đặc biệt chúng ta đây đại đa số là làm công nhân. Có nhiều bạn Tết nay không có vé để mà về quê, mang tiếng làm ăn xa, ở nhà mong mỏi. Nhưng có Tết nay chắc chắn có nhiều bạn không có vé để mua vé về quê. Nhưng mà chúng tôi đã cố gắng tích lũy và góp phần bằng về tinh thần, vật chất, cách nào đó để hỗ trợ cho những người con xa quê ở trong này và hướng một phần về quê hương vào dịp Tết Nguyên đán này. Rất mong là tất cả mọi người ủng hộ cho ban tổ chức chúng tôi. Thêm nữa là hôm nay thì có ban lãnh đạo của chính quyền xã có hai người vào, đó là anh Nguyễn Doãn Đông và anh Giáp, Trần Văn Giáp, là vào đây. Thứ nhất là thăm bà con trong cái dịp này rất là vui, thứ hai nữa là cũng là mong bà con ủng hộ cái chương trình lắp camera an ninh lối xóm để bà con ở quê được ăn một cái Tết gọi là an ninh trật tự. Và đấy là những cái đóng góp của chúng ta về cho quê hương. Thì tôi cũng là hưởng ứng cái lời kêu gọi đó, tôi cũng ủng hộ 50 triệu là để lắp camera ở quê
cũng mong mọi người sẽ tiếp tục tôi cho cái chương trình lắp camera xã hội hóa của Trả Nhà được tốt đẹp hơn ạ. Xin rất đồng cảm hơn. Lời đầu tiên thực ra là cái tỉnh là một trong những cầu thủ xuất sắc của đội bóng chúng ta. Cũng phải nói với bà con thế này, năm vừa rồi chúng ta rơi vào cái bảng tử thần. Ngay trận ra quân đầu tiên là ta lại thua đội đương kim vô địch. Mà người ta cái bảng của chúng ta là ba đội đều đã đứng từng vô địch của cái giải Hương Sơn. Thế nên chúng ta không buồn mà đội bóng của chúng ta không nản. Thua không nản, và năm nay tôi xin hứa vẫn tài trợ tiếp cho đội bóng của Trà Thân Trung tập luyện nguyên một năm nữa để năm sau ta cố gắng ta lấy giải. Đấy, còn cùng đây nhân dịp đây tôi cũng kêu gọi thanh niên của Trà Nhà ở trong này hăng say tập luyện. Có đội bóng địa chỉ là liên hệ từ chỗ anh Quách Tỉnh, có sân tập, có tất cả mọi cái, đề nghị thanh niên Trà Nhà chúng ta ở trong này đi tập thường xuyên một tuần. Bây giờ là tôi sẽ ấn định một tuần khoảng 2 buổi cho anh em tập luyện, và chúng ta sẽ cố gắng làm sao chúng ta năm vừa rồi ta thua đội đương kim vô địch thì năm sau chơi ta phải là vô địch. Thua đội đương vô địch là tất nhiên là ta gần vô địch, đúng không ạ? Đấy, quá trình nói. Quách Tỉnh xin thay mặt đội bóng của Trà Thân Trung ở khu vực miền Nam xin hứa sẽ cố gắng tập luyện và gặt hái những thành công và sự đền đáp sự mong mỏi của ông bầu. Thank you.
yêu chưa tròn thành đôi mà lòng đau như chẳng ban tình ơi. Dù cho em này xa rồi miền trùng vẫn thương tròn đời, dù cho em này đi rồi miền trùng vẫn đời chờ. Xin chào quý vị yêu và xin chúc tất cả quý vị có một buổi thật là ngon miệng. Quang cảnh và những cái tình cảm của Sơn Trung, Hương Sơn của chúng tôi vào đây bằng trong bức tranh này bằng tất cả tâm huyết. Và sau đây mời ông Nguyễn Đức Duẩn hãy lên sân khấu giới thiệu về bức tranh của mình trong phiên đấu giá lần này được không ạ? Alo. Tôi xin được giới thiệu với mọi người ở trong trường hôm nay. Thì tôi là trước đây thì cũng làm về bên cái các cái tác phẩm về tranh vàng và tranh đá quý. Thì hôm nay tôi tâm huyết về người con của quê hương. Thì tôi có một cái bức tranh này là nói chung nó chưa được toàn vẹn, thì về cái thợ của tôi là chưa đi sâu được về cái vấn đề là của quê hương mình. Thợ của tôi như thế, nhưng mà thôi hôm nay cũng nói chung là cùng là hoàn thiện được một bức tranh như thế này rồi. Thì cái tâm huyết của tôi như thế này, tôi xin chia sẻ một chút xíu. Đây là một bức tranh đá quý, dùng nhiều cái sản phẩm đá, đá ruby và đá chuối, đá tất cả những cái sản phẩm đá ở đây. Bức tranh này gửi tới cái hồn quê hương của chúng mình. Đây là khúc ở dưới gần Mỏ Ác mà cho lên đến Trật và lên Trò Voi, đúng chưa? Thế bà con thấy đúng chưa nè? Đúng không bà con ạ? À? Đúng không? Đúng à. Đó, đây là cái thể hiện cái miền quê hương mình là nuôi chăn nuôi con hươu. Thì tôi cũng có đưa lên một cái gán ép vào đây. Thứ hai nữa là đây cái trường chót ăn của chúng ta, đúng không? Đấy. Đó, vấn đề thứ ba là cái hải thượng Lạn Ông của mình đây. Đó, thì nó chưa được hoàn thiện cho lắm. Tôi hy vọng năm sau sẽ cái bức tranh của tôi là hoàn thiện hơn. Thì tôi đã tâm huyết và tôi đã làm đây. Tổng chi phí là của tôi không tính về cái từ lợi nhuận. Thì tôi để làm đến đây một bức tranh này, tổng chi phí hết là 7 triệu đồng. Thì hiện giá khởi điểm là 7 triệu đồng rồi. Thì tôi để ủng hộ cho cái hội đồng hương này. Thì ai có là nhu cầu để đấu giá thì mong bà con ở đây đã đấu giá. Thì xin nhường cho MC. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã được nghe nhà tài trợ bức tranh anh Nguyễn Đức Nhuận, hội trường của chúng ta đã dành hết tâm huyết của mình để gửi gắm tất cả vào đây. Và cả về công sức, cả về vật chất, anh đã bỏ với số tiền là 7 triệu đồng. Để tôi đã nhìn thấy một cánh tay rất cao, anh vừa rồi đã đấu giá là một ba lô nam 2 triệu đồng nhằm gây quỹ. Và hôm nay anh đến đây đã đấu giá bức tranh của chúng tôi. Và như vậy là giá tiếp theo của anh mua bức tranh của chúng tôi là bao nhiêu? Xin chân trọng kính mời anh. Tôi thấy cái bức tranh này là rất là đẹp, rất là hợp với khuôn viên nhà của tôi, cho nên tôi xin trả bức tranh này là 9 triệu. Vâng, chúng ta đã tìm được người đấu giá với bức tranh này, đó là anh Trần Quang Luận đã đấu giá bức tranh của chúng tôi là 9 triệu. Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng anh Trần Quang Luận đã đấu giá bức tranh của chúng tôi là 9 triệu đấy ạ. Một vỗ tay được không ạ? Có ai được không? Ai không? Vâng, như vậy là chúng tôi không khí bắt đầu nồng lên. Cánh tay của tất cả quý vị là... hiện giờ đã rất là nhiều. Như vậy là tôi rồi. Đã thấy anh Nguyễn Đức Duẩn. Và như vậy là bà anh Đoàn hãy chuyển mic tới anh Nguyễn Đức Duẩn cho chúng tôi ạ. À. Anh đấu giá bức tranh này 10 triệu được chưa? Vâng, chúng ta vỗ tay đi quý vị ơi. Anh Nguyễn Đức Duẩn 10 triệu lần thứ nhất ạ. Kính
Kính thưa quý vị, như vậy là chúng tôi đã có giao lưu với tất cả quý thính khán giả, thì chúng tôi đã nhận thấy một cánh tay đã giơ lên. Như vậy là anh Thái Quang Hùng, một người con đến từ xóm 15 Cù, hiện nay là xóm Mỹ Sơn. Anh Thái Quang Hùng của chúng ta đồng giá với bức tranh của chúng tôi là bao nhiêu đi ạ? Trong báo đề Thái Trang đã lên 11 triệu rồi. Thái Thị Trang ở bên Thủy Điển đã lên 11 triệu rồi. Như vậy là theo như ban tổ chức của chúng tôi mới đưa ra là chúng tôi sẽ gây quỹ từ thiện bán đấu giá này, không những ở trực tiếp ở đây mà chúng tôi bán trực tiếp bằng truyền hình trực tiếp qua Facebook của anh Nguyễn Đức Duân. Và như vậy là người con cũng là số 13 cụ hiện là đang hiện là gia đình đã thấy xuất hiện một cánh tay giơ lên, đó là anh Thái Quang Hùng như chúng ta hồi nãy vừa thông báo. Và như vậy là anh Thái Quang Hùng đưa giá tiếp theo bức tranh của chúng tôi là bao nhiêu ạ? Thôi, alo, giá bức tranh này Hùng xin đấu giá là 15 triệu. Vỗ tay quý vị ơi! Không khí của chúng tôi, Vũ ạ, anh Vũ ạ, vâng, xin mời anh Vũ hãy bước lên sân khấu của chúng tôi đi ạ. Em thì em biết, không biết là người ta đấu giá như nào, nhưng mà trong cái tài khoản của em thì em có thể khẳng định em được là 15 triệu 500 nghìn đồng. Không. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta là sai về quy chế, là tối thiểu là khoảng cách đấu giá là phải 1 triệu đồng. 16 triệu. Vâng, chúng ta chúc mừng quý vị. Như vậy là chúng ta đã trải qua được 10 phút đấu giá. Bức tranh từ thời điểm có 8 triệu thôi, nhưng mà hiện giờ bức tranh của chúng tôi đã lên tới 16 đúng không ạ? 16 rồi đúng không ạ? Vâng, như vậy là hiện bây giờ bức tranh đấu giá của chúng tôi anh Vũ đã đưa ra với mức giá là 16 triệu đồng. Và ai có thể là đưa đấu giá bức tranh của chúng tôi cao hơn được rồi nhỉ? À không không, tôi đang cầm mic để cho mọi người thôi. Xin công bố bức tranh đấu giá hội đồng hương anh Thái Vũ 16 triệu lần thứ hai. Hội đồng hương Sơn Trung Hương Sơn Hà Tĩnh được anh Thái Vũ đấu giá là 16 triệu đồng lần thứ ba. Và như vậy là chúng ta không thấy xuất hiện một cánh tay nào. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể hội đồng hương của chúng ta. Như vậy là trong phiên đấu giá bức tranh của anh Nguyễn Đức Duân, hội trường của chúng ta tặng cho chương trình đấu giá nhằm gây quỹ về quê hương, và toàn bộ tiền bán đấu giá này chúng tôi sẽ gửi về những hoàn cảnh khó khăn ở quê hương. Và như vậy là chúng tôi đã tìm được chủ nhân của bức tranh là anh Thái Quang Vũ, một người con của xóm 13 Cù, hiện là đã gia đình đã chuyển sang sinh sống ở Chợ Rạp, và hôm nay anh đến với cương vị là một hội viên của hội đồng hương Sơn Trung Hương Sơn của chúng tôi. Như vậy chúng ta đã tìm được chủ nhân của bức tranh, đó là anh Thái Quang Vũ đã chiến thắng trong phiên đấu giá bức tranh là 16 triệu đồng. Đây thì chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng đi ạ. Vâng, như vậy là đây là khoảng không gian đẹp nhất, và sau đây chúng tôi xin mời tất cả những người đã tham gia đấu giá bức tranh này hãy tiến về sân khấu cùng với bức tranh để chụp hình. Vâng, xin mời tất cả nhà báo, những cái điện thoại đời mới nhất và những nhà quay phim chuyên nghiệp nhất hãy hướng mắt về sân khấu trong khoảng thời gian đẹp này để lưu lại những hình ảnh kỷ niệm, và để chứng minh cho rằng anh Thái Quang Vũ của chúng ta là một người con đầy tình nhân ái và đã cống hiến tình cảm của mình dành cho quê hương bằng việc mua đấu giá bức tranh. Và chúng tôi xin chúc mừng anh Thái Quang Vũ đã thắng cuộc trong cuộc đấu giá bức tranh hội đồng hương Sơn Trung Hương Sơn Hà Tĩnh năm 2020. Một lần nữa xin thay mặt cho ban tổ chức
xin được trân trọng cảm ơn anh. Và sau đây chúng tôi xin mời hội trưởng anh Nguyễn Đức Duân và hội hãy hướng mắt về sân khấu của chúng tôi đi ạ. Vâng, xin mời trưởng ban liên lạc chị Nguyễn Thị Thúy Hằng hãy lên tặng hoa cho nhà tới tài trợ của chúng ta đi ạ. Vâng, chúng ta hãy vỗ tay đi. Hà Tĩnh, cảm ơn tấm lòng vàng của anh Thái Quang Vũ của Thái Quang Vũ của chúng ta. Và sau đây anh sẽ có đôi lời tâm sự về hội đồng hương của chúng ta. Nhân đây là hôm nay á thì em rất vinh dự ấy mà được đấu giá được cái tranh này là người thắng cuộc ấy, thì em là người gốc Trung Mỹ luôn. Em là người gốc Trung Mỹ, nói chung là em là cháu ông Lệ với cháu ông Thái Lệ, thì em sinh ra và lớn lên ở Trung Mỹ. Thì giờ hôm nay em được đấu giá như này, giờ như thế này là cái bức tranh này thì em đấu giá xong, thì cái vấn đề tiền 16 triệu ấy thì em sẽ trực tiếp là chuyển cho anh Đức Nhuân Nguyện và đấy. Còn cái bức tranh này á thì mong anh em là anh Nhuân đưa về rồi để hôm sau ấy, để năm sau nữa mình lại đấu giá tiếp, có nghĩa là anh em tình cảm ấy đó, có nghĩa là em đấu giá được, có nghĩa là em muốn nói chung là tình thương bên thương thôi. Đưa
buổi giao lưu gặp gỡ của những người con Sơn Trung đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn.